giới thiệu về hai nhà đồng sáng lập. Niềm hy vọng. Nhà đồng sáng lập, một lịch sử của tinh thần khởi nghiệp. Rick DeVos và Jay Van Andel là hai người bạn có cùng mục tiêu và tham vọng. Họ muốn đem lại nhiều thứ tốt đẹp hơn trong cuộc sống cho bản thân, gia đình và bạn bè. Amway không phải là công ty đầu tiên Rick DeVos và Jay Van Andel thành lập. Trước đó, họ đã bắt đầu với một ý tưởng bay cao, bay xa hơn theo đúng nghĩa đen. Chỉ với một chiếc thủy phi cơ và một đường băng trên sông, Rick và Jay đã khánh thành trường huấn luyện bay dân sự và dịch vụ hàng không mang tên Wolverine Air Service vào năm 1945. Thậm chí, hai người còn mở nhà hàng phục vụ tại xe ngay tại đây. Năm 1959, sau nhiều lần mạo hiểm kinh doanh, họ cùng nhau bắt đầu một công việc kinh doanh mới tại tầng hầm của ngôi nhà họ. Họ đã gây dựng Amway. Trải qua hơn 60 năm hình thành và phát triển, Amway liên tục giữ vững vị thế công ty bán hàng trực tiếp số 1 thế giới. Amway hiện nay đã có mặt tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 15.000 nhân viên và hàng triệu nhà phân phối trên khắp thế giới. Di sản của Amway bao gồm một lịch sử phong phú về tinh thần khởi nghiệp và giúp những người khác thành công. Hơn 60 năm phát triển, Amway vẫn giữ 4 nguyên tắc: tự do chọn lựa, gia đình, hy vọng, tưởng thưởng, và 6 giá trị cốt lõi: cộng tác, liêm chính, giá trị cá nhân, thành tích, trách nhiệm cá nhân, doanh nghiệp tự do, làm kim chỉ nam cho mọi hoạt động. Amway giúp mọi người có cuộc sống tốt đẹp hơn, khỏe mạnh hơn.
cho mọi người quyền làm việc, quyền thành công và quyền trở thành những gì mà họ có thể nhìn thấy và nỗ lực để đạt được. Tự do chọn lựa. Tự do là thứ bạn chỉ có thể có được cho riêng mình khi bạn sẵn sàng trao nó cho người khác. Amway là cơ hội cho mọi người thuộc tất cả các tầng lớp xã hội, không phân biệt giàu nghèo, tuổi tác, màu da hay chủng tộc. Amway cũng không quan tâm đến trình độ học vấn của bạn hay bạn đến từ đâu. Chúng tôi muốn xây dựng một doanh nghiệp mà bất kỳ ai cũng có thể lựa chọn để khởi nghiệp. Bởi vì chúng tôi tin rằng hầu hết mọi người sẽ nắm bắt và tận dụng những cơ hội quý giá. Hãy trao cho mọi người cơ hội quý giá này. Gia đình. Rick và tôi luôn biết rằng trách nhiệm của chúng tôi là tập hợp các cơ hội ở Amway để làm sao cho công việc kinh doanh của mỗi nhà phân phối sẽ tồn tại không chỉ trong suốt cuộc đời của họ, mà còn cho con cháu của họ. Như bạn đã biết, chúng tôi luôn nói về việc kinh doanh Amway là một kinh doanh mang tính gia đình, bởi vì thực tế là những giá trị cốt lõi và sức mạnh to lớn trong kinh doanh này đều xoay quanh gia đình. Và nếu chúng ta có thể xây dựng kinh doanh của Amway dựa trên nền tảng gia đình, thì chúng ta sẽ có thể làm điều gì đó để biến thế giới này thành một nơi tốt đẹp hơn. Hy vọng. Amway đang làm gì để phát triển? Chúng tôi chia sẻ cơ hội này với mọi người. Chúng tôi tạo cơ hội cho mọi người xây dựng một sự nghiệp của chính họ. Trong số đó, đã có nhiều người từng chấp nhận thất bại và từ bỏ. Họ nói, ôi, thật là tồi tệ. Cơ hội luôn dành cho người khác. Tôi chẳng có một cơ hội nào. Rồi sau đó, bạn đến với họ, mang đến cho họ một bộ công cụ kinh doanh nhỏ và nói, hãy để tôi chia sẻ với bạn. Hãy để tôi chỉ cho bạn cách mà bạn có thể bắt đầu một cuộc sống mới. Hãy xây dựng sự nghiệp của riêng bạn. Chúng tôi sẽ nắm lấy tay bạn. Chúng tôi sẽ hướng dẫn bạn, chúng tôi sẽ tư vấn cho bạn, chúng tôi sẽ làm việc với bạn. Với một cái ôm thật chặt cùng với tình bằng hữu và sự tin tưởng dành cho nhau, những cánh cửa mới sẽ mở ra và cơ hội sẽ không ngừng tăng lên. Tưởng thưởng, chúng tôi biết rằng các nguyên tắc của Amway đã vượt qua nhiều rào cản ngôn ngữ và vượt qua nhiều nền văn hóa khác nhau, được tưởng thưởng xứng đáng với nỗ lực của bạn là tiếng nói chung của mọi người trên khắp thế giới. Nào, bắt đầu thôi! Chúng tôi tưởng thưởng mọi người cho những thành tích mà họ đã tạo ra. Do đó, những người tham gia trên khắp thế giới đã bày tỏ tạ ơn Chúa vì đã cho con một cơ hội được tưởng thưởng xứng đáng với những công sức mà con đã bỏ ra, không phải phụ thuộc vào số lượng và thời gian của những mối quan hệ mà con bắt buộc phải. Do. Chúng ta không bao giờ được phép quên rằng mọi doanh nghiệp muốn thành công đều phải phục vụ mọi người. Cộng tác, Amway là nơi tập hợp những người có khát vọng giúp đỡ người khác có cuộc sống tốt đẹp hơn. Khi họ bước ra thế giới, điều quan trọng hơn hết là chúng ta cần phải phát triển một tình thương yêu và một thái độ quan tâm người khác. Nghĩa là tất cả những gì mà bạn mang đến cho tôi sẽ giúp tôi có niềm tin rằng đó là điều thúc đẩy hoạt động kinh doanh này. Mỗi người đều sẽ gặp được ai đó có thể động viên họ, nâng đỡ họ khi họ gục ngã. Đó là điều mà Amway đã luôn nỗ lực hết mình. Chúng tôi đi đâu thì bạn đi đó, vì chúng ta cộng tác cùng nhau. Liêm chính, kể cả đối với một cá nhân hay tổ chức, là điều cơ bản quyết định chúng ta sẽ thành công hay thất bại. Liêm chính, danh tiếng của Amway nằm trong tay bạn. Rất nhiều người đang tin tưởng vào bạn. Hãy giữ đúng cam kết của bạn với mọi người. Hãy xứng đáng với sự tin tưởng đó. Có thể có những con đường tắt và cách nhanh hơn để dẫn đến thành công. Nhưng hãy nhớ rằng Amway là một tổ chức hoạt động liêm chính. Giá trị cá nhân. Vào thời điểm chúng tôi thành lập Amway, chúng tôi đã bắt đầu với một niềm tin sâu sắc và bền vững vào con người.
rằng mỗi người đều có giá trị của riêng mình, và giá trị đó không phải là sự tình cờ. Mỗi người đều có giá trị xứng đáng. Họ muốn tiến lên phía trước, họ muốn làm việc, họ không từ bỏ công việc vì đó là con đường họ chọn. Và khi chúng tôi dạo quanh một vòng thế giới, mọi thứ vẫn tiếp tục vận hành với niềm tin vào giá trị riêng của mỗi cá nhân. Và tôi không ràng buộc bạn nên tin hay là không tin điều gì. Tôi chỉ nói rằng điều đó gần như rất khó tin. Và tôi có thể xây dựng doanh nghiệp này. Nếu bạn suy nghĩ tiêu cực về mọi người, bạn không thể xây dựng kinh doanh này dựa trên tiền đề đó. Thành công không nên là một điểm đến. Thành công nên là một quá trình. Thành tích, mọi người luôn tìm kiếm ý nghĩa ẩn giấu đằng sau đó. Tiếc là tôi không có những thứ nào như vậy, nhưng tôi biết một số điều cơ bản. Một trong số đó là tầm quan trọng của việc thiết lập các mục tiêu thực tế, xác định một số điều mà bạn đang muốn đạt được từ công việc kinh doanh này. Người khác có thể chỉ cho bạn hướng đi đúng đắn, nhưng họ không thể làm thay bạn. Chỉ có bạn mới có thể tạo ra thành công của chính mình. Các bạn là những người lãnh đạo, và với tư cách là những người lãnh đạo thì các bạn có trách nhiệm lớn hơn nhiều so với trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm cá nhân. Điều gì đã khiến mọi người chuyển hướng sang sự nghiệp kinh doanh này? Tôi tin rằng đó là nhờ thái độ yêu thương, chăm sóc của những người khác. Và đó là lý do tại sao trong công việc kinh doanh này, bạn có trách nhiệm phải trở thành người thành công để bạn có thể làm tấm gương cho những người khác noi theo bạn. Tại thời điểm bạn cho họ thấy rằng bạn có thể làm được thì họ biết rằng bạn đã thành công. Amway chính là chìa khóa, là một công cụ mở khóa, là cánh cửa mở ra cho mọi người cơ hội khám phá tiềm năng của bản thân. Doanh nghiệp tự do, bạn có thể bắt đầu từ vị trí hiện tại để tạo ra một khởi đầu mới. Và tất cả những nhà phân phối độc lập ở Amway đều có cùng thái độ như vậy. Đây là doanh nghiệp của tôi đã xây dựng nó, tôi sở hữu nó. Và họ có tinh thần độc lập. Mỗi ngày đều có những nhà phân phối mới đang tìm cách nào đó để trưởng thành, để phát triển và làm cuộc sống của họ trở nên phong phú hơn. Amway đối với nhiều người chính là như thế.